Thanh Hùng For Soul, đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Man United đã bị loại khỏi vòng 4 FA Cup sau thất bại 7-8 trên loạt lỗ lưa trước Middlesbrough. Đội hình toàn sao của United chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Hàng loạt cơ hội ngon ăn đã được mở ra, nhưng các chân sút chủ nhà lại dứt điểm quá tệ. Chỉ có mình Jadon Sancho tận dụng được để ghi bàn ở tỷ số ở phút 25. Middlesbrough không tấn công dồn dập, nhưng chỉ cần một cơ hội để họ gây bất ngờ. Phút 64, Matt Crooks gỡ hòa một đều. Man United tấn công bế tắc trong gần 30 phút còn lại của hiệp 2 và cả hai hiệp phụ. Để rồi, đến Middlesbrough kéo vào loạt lần lưu. Ở lượt đá thứ 8, Anthony Elanga đã vọt xa khiến đội chủ nhà nhận thất bại. Đáng chú ý trận đấu này là pha đá phạt đền không thành công của Ronaldo ở phút 19. Lần hiếm hoi CR7 đã chệch khung thành trong 172 quả phạt đền mà anh đã sút trong sự nghiệp. Theo thông báo cách đây không lâu của ban tổ chức Premier League, David De Gea đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất tháng 1. Thủ môn người Tây Ban Nha đã vượt qua năm ứng cử viên khác là Jared Bowen của West Ham, Kevin De Bruyne Man City, Jack Harrison Leeds United, João Moutinho Wolverhampton và James Ward-Prowse của Southampton. Đây là kết quả không mấy bất ngờ. Qua 4 trận đấu ở Premier League trong tháng 1, David De Gea đã gây ấn tượng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Nhờ đó, Man United đã giành được 7 điểm và leo lên vị trí thứ 4. Mặc dù đã có hơn 10 mùa giải chinh chiến cùng Man United, nhưng đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp David De Gea nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. Wolverhampton đã khởi đầu năm mới rất ấn tượng với 3 trận toàn thắng ở Premier League trước các đối thủ là Man United, Southampton và Brentford. Trong đó chiến thắng trước Man United gây tiếng vang lớn, bởi đây là lần đầu tiên họ giành được 3 điểm trên sân Old Trafford kể từ năm 1980. Vì vậy không bất ngờ khi huấn luyện viên Bruno Lage đã được trao tặng giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 1. Trong cuộc đua này, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã vượt qua 3 ứng cử viên là Pep Guardiola, Jurgen Klopp và Dean Smith. Với 34 điểm sau 21 vòng đấu, bài 6 đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của Hobbs là giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Sau những rắc rối của Mason Greenwood, Man United buộc phải tính đến kế hoạch mới tăng cường hàng công với mục tiêu là Paulo Dybala. Theo nguồn tin của 90 phút, Man United đang là đội dẫn đầu cuộc đua giành vị trí của tiền đạo Juventus. Dybala sẽ hạn hợp đồng với Juventus vào cuối mùa, nhưng chưa đạt thỏa thuận gia hạn. Anh chờ đợi vai trò trong giai đoạn tới của mình sau khi Dusan Vlahovic xuất hiện rồi mới dứt khoát về tương lai. Môi trường xung quanh Dybala cho biết anh suy nghĩ rất nhiều đến việc chuyển sang Premier League. Việc Man United quyết tâm chi mộ Dybala càng củng cố thêm khả năng Mauricio Pochettino sẽ cập bến Old Trafford trong mùa hè này. Ngoài Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham Hotspur cũng đang muốn có Dybala theo dạng chuyển nhượng tự do. RMC Sport của Pháp đưa tin Zidane vẫn chưa nhận lời thay Pochettino dẫn dắt PSG ở mùa giải tới. Lý do là bởi Zidane đang chờ đợi lời mời từ Liên đoàn bóng đá Pháp để thay thế cho Didier Deschamps. PSG mong mỏi Zidane sẽ xuất hiện tại công viên các hoàng tử để giúp câu lạc bộ chinh phục các danh hiệu. Họ còn có tham vọng thuyết phục được Zidane đến từ tháng 1 vừa qua, không có thể khiến Mbappe đổi ý. Tuy nhiên Zidane không thích dẫn dắt câu lạc bộ từ giữa mùa. Chưa kể, Zidane được cho là không thích cách điều hành hiện tại của PSG. Dù Zidane vẫn chưa gật đầu, nhưng đội bóng nước Pháp được cho là đã thông báo với Pochettino sẽ bị sa thải vào cuối mùa. Diario Sport loan tin Barcelona chuẩn bị có cuộc gặp gỡ với Ousmane Dembélé để giải quyết tình hình đôi bên sau khi cầu thủ người Pháp từ chối ra đi vào tháng 1. Xavi đã cho Dembélé một vài ngày để giải tỏa tinh thần trước khi có cuộc gặp gỡ dự báo căng thẳng giữa đôi bên tới đây. Cầu thủ người Pháp sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè và đã từ chối ra đi trong phiên chợ mùa đông. Chủ tịch Juan Laporta cho rằng Dembélé đã ngầm thỏa thuận với đội bóng nào đó và đợi đến mùa hè để đi theo dạng tự do. Barca trước đó đã thông báo Dembélé sẽ không còn chơi cho Barca thêm một lần nào nữa sau khi anh từ chối gia hạn hợp đồng và không ra đi trong tháng giêng.